Sáng ngày 3 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, dự và chủ trì hội nghị tổng kết việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp ngành địa phương, cơ quan chuyên môn quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện có trên 60.200 người tham gia bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động chiếm gần 20%, đạt và vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so với dân số của tỉnh đạt gần 93,5%, với hơn 526.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Một trong những khó khăn nổi cộm ngành bảo hiểm xã hội tỉnh gặp phải trong năm 2023 là tình trạng chây ì e, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến 31 tháng 12 năm 2023, có hơn 230 đơn vị khối doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ một tháng trở lên với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh tích cực thảo luận việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là phát triển bảo hiểm y tế tự nguyện trong học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình. Người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo Nghị định số 75 của Chính phủ trao đổi thêm các giải pháp xử lý nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh, đề nghị trong năm 2024, bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, trách nhiệm tham gia chính sách bảo hiểm, tăng cường giám sát, kiểm tra đôn đốc bảo hiểm xã hội, các huyện triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia. Có kế hoạch phương án cụ thể để thanh tra, kiểm tra và thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, nhất là những đơn vị còn nợ động, chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh đối với các đơn vị địa phương để xảy ra tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024 và chương trình hành động thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở cùng với đó xây dựng kế hoạch giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2023.